yo, ở đây có ai đang xem bộ phim Ê, nhỏ lớp trưởng của La La School không nhở? Hôm qua chị Kính được các bạn fan dụ xem, biết rồi mê luôn á. Thế nên chị Kính quyết định sẽ làm một chiếc video về các thành viên của Ê nhỏ lớp trưởng nè. Có bạn nào muốn cùng chị Kính khám phá về 13 thành viên của Ê nhỏ lớp trưởng thì nhấn like video và bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên này nhé. Bắt đầu nào. Câu 1, ai là diễn viên nổi tiếng nhất trong Ê nhỏ lớp trưởng? Số 13 diễn viên của Ê nhỏ lớp trưởng thì Austin, Hiếm Phạm và Trúc Anh đều là những diễn viên nổi tiếng đã quá quen thuộc khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam. Nhưng có lẽ người nổi tiếng hơn cả chính là diễn viên Trúc Anh, được khán giả biết đến nhờ vai diễn Hà Lan trong phim Mắt Biếc và cũng là diễn viên chính của bộ phim Ê nhỏ lớp trưởng. Tên đầy đủ của Trúc Anh là Nguyễn Trúc Anh, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy không biết năm nay chị Trúc Anh bao nhiêu tuổi và thuộc cung hoàng đạo nào ta? Bạn đoán là cung Sử Nữ hay là cung Thiên Bình? Chị Kính nói cho bạn một bí mật nhé. Có đến 97% số người xinh đẹp đều thuộc cung Thiên Bình. Và chị Trúc Anh cũng vậy đấy. Chị Trúc Anh sinh ngày 23 tháng 9 năm 1998. Chị ấy đã 24 tuổi và thuộc cung Thiên Bình nè. Những cô gái cung Thiên Bình luôn xinh đẹp và có một sức hút quyến rũ. Bạn thuộc cung hoàng đạo nào? Hãy bình luận tên cung hoàng đạo của bạn xuống phía dưới video nhé. Câu 3. Trong số các thành viên nam của Ê nhỏ lớp trưởng, có một thành viên được đẩy thuyền cực mạnh với chị Trúc Anh. Bạn có biết đó là anh Leo hay là anh Jibin không? Theo như chị Kính đã khảo sát trong các nhóm fan của Ê nhỏ lớp trưởng thì anh Leo hay chính là nhân vật Tuấn Anh được đẩy thuyền cực mạnh với chị Trúc Anh, một người cầm đầu phe nổi loạn, còn một người lại là học sinh ngoan. Bạn thấy anh Leo có thực sự hợp đôi với chị Trúc Anh không nhỉ? Và không biết anh ấy thuộc cung hoàng đạo nào, có hợp với một nữ thiên bình như chị Trúc Anh không ta? Một chàng trai Sử Nữ thì quá là hợp với một nữ thiên bình nha các bạn ơi. Anh Leo sinh ngày 8 tháng 9 năm 2000, kém chị Trúc Anh 2 tuổi và thuộc cung Sử Nữ. À mà bạn ơi, có thể bạn chưa biết, anh Leo tên thật không phải là Tuấn Anh đâu nha, mà tên thật của anh ấy là gì nhở? Bạn đoán thử xem nào. Thật bất ngờ đúng không các bạn? Tên thật của anh Leo lại là Hà Văn Quốc Thắng. Anh là em út trong nhóm nhạc 09 và cũng là gương mặt đại diện và rapper chính của 09 đó nha. Không chỉ có anh Leo mà anh Jibin cũng thuộc nhóm nhạc 09 đấy các bạn ạ. Bạn có biết anh Jibin thuộc cung hoàng đạo nào không? Jibin sinh ngày 23 tháng 5 năm 1998 các bạn ạ. Năm nay anh ấy đã 24 tuổi và thuộc cung Song Tử nha. Bạn có biết Song Tử là cung hoàng đạo thông minh nhất trong 12 chòm sao không nhở? Chỉ số IQ của Song Tử lên tới 130. Bạn có cùng cung hoàng đạo với anh Jibin không? Nếu không thì hãy bình luận tên cung hoàng đạo của bạn xuống phía dưới video. Chị Kính sẽ nói cho bạn biết chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu nhé. Câu 7. Ai cũng biết Jibin chỉ là tên nghệ danh, còn tên thật là gì thì bạn có biết không nhở? Của Jibin là Trương Duy Thiện. Thế nhưng có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với tên nghệ danh của anh là Jibin, chứ không mấy ai gọi anh là Duy Thiện nữa. Các bạn fan của chị Kính cũng như vậy nè, gọi miết là chị Kính quen rồi. Thế nên có ai biết tên của chị Kính là gì đâu. Ha ha. Bạn nào muốn biết tên thật của chị Kính thì tham gia vào nhóm Zalo chị Kính và fan bằng đường link bên dưới phần mô tả để chị Kính nói cho biết nhé. Câu 8. Tiếp theo là màn đối đầu giữa Anna và Tuyết Nhi. Bạn có biết ai là người bị khán giả ghét nhất hay không? Người bị khán giả ghét nhất chính là Anna, hay còn được gọi là Luna. Đơn giản chỉ vì chị ấy đóng vai phản diện trong phim nên đã nhận được rất nhiều những lời công kích trên các trang mạng xã hội như
như Facebook và YouTube. Những bình luận tiêu cực đã khiến cho chị ấy từng bị suy sụp và mất tinh thần tập trung khi làm phim. Nhưng rất may sau đó, Anna đã được sự động viên của đoàn phim và các bạn diễn nên nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục hoàn thiện bộ phim Ê Nhỏ Lớp Trưởng đấy. Ở đây có ai từng công kích chị Luna vì quá ghét nhân vật Anna trong phim Ê Nhỏ Lớp Trưởng không nhở? Ủa, mà các bạn có biết chị Luna thuộc cung hoàng đạo nào không nè? Luna có tên thật là Trịnh Hằng, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới ngày 16 tháng 10 chính là sinh nhật của chị Luna đấy các bạn ạ. Vậy là chị ấy thuộc cung Thiên Bình giống với chị Trúc Anh rồi nè. Đúng là cung Thiên Bình toàn là trai xinh gái đẹp các bạn nhở. Chị Luna cũng xinh lung linh không kém cạnh gì chị Trúc Anh mà. Nhưng theo bạn thì chị Anna hay Trúc Anh xinh hơn? Bạn thấy ai xinh đẹp hơn thì hãy bình luận xuống phía dưới video nhé. Chị Kính sẽ tổng hợp bình chọn của tất cả các bạn và công bố người nào được bình chọn xinh hơn trong nhóm Zalo chị Kính và Phan nha. Nhấn tham gia bằng đường link bên dưới phần mô tả của video nhé. Và bạn ơi, video ngày hôm nay chúng mình còn chưa nhắc đến những thành viên nào của Ê Nhỏ Lớp Trưởng nhở? Hãy thử liệt kê các thành viên chưa được nhắc đến nha. Và đừng quên like video ngày hôm nay cũng như subscribe kênh chị Kính Đố Vui để nhận thông báo khi có video mới vào ngày mai nhé. Những sự thật thú vị về Lala School sẽ được tiếp tục hé lộ trong những video tiếp theo. Còn video ngày hôm nay phải tạm dừng tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.